ý là chị thấy bông đu đủ mà chị lắc dữ vậy? À, không phải, hình như là bữa hổm có đứa nào nó hát vậy nè, cái mốt kia nè. Ai má? Ai? Có má hát với ai vậy? Phải không? Trong giữa bài hát đi sao mà không nhớ? Vậy hả? À? Làm lại đi. Có mẹ cha không ngó. Không có hả? Không có con chàng con chưa thấy nào. Ai không biết em rồi. Anh đem lũa thầu hô. Có 14, có 14, có 14, có 14. Con 14, con 14, con 14, con 14. Hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Tân Châu nổi tiếng nhà bè. Núi Sam nổi tiếng hội hè quanh năm. 25, 25, 25. 25, 25, 25. Số gì đây, mấy gì cha, mấy gì cha. Hai gì đây, hai gì cha, hai gì đây. Người ta thường nhắc tới anh nhiều đời mình tin, đời mình tin. Mà sao chẳng nhớ tới sự được mua trước khi trong lòng sân khấu vẫn cứ xoay vòng một anh cười tươi rất hay một bạn người cả một cái đang không hay đang cười còn 20 còn 20 còn 20 còn 20 xin lỗi đây chưa có tập kịp gì nhưng mà không bị lại to còn 20 còn 20 còn 20 mấy gì ra còn mấy gì ra 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 hai năm tháng qua không tôi gửi ý mấy lần đời hồi ấm chưa thấy anh nhớ rằng đây còn có em đêm ngày lòng thế giới rơi đầy. 57 là 57. Số gì đây mấy gì ra cái đó mấy gì đây mấy gì ra số gì đây mấy gì đây mấy gì ra khi xưa lê ba ba như một tấm da giấy ngoài thời kỳ Alibaba. Hôm nay Alibaba không thuộc tấm da giấy ngoài thời kỳ Alibaba. Khi anh đi lên lên anh đi chơi bút về Ali chơi bắt đủ anh vẫn cười. Oh, Ali ăn buffet, Ali ăn tóc tai. Ali đi xuống đôi đi con bạn trai là 22, 22, 22 là 22, 22, 22, 22. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Khi gian coi người ta lắm miệng, ăn cá thơm đồng về cảnh giác là non nê. Ra biển rồi mai là đã phú quá tuyệt vời. Hai đến cổ cuộc lời kia gian mình thật là đẹp xinh. 39 mấy gì ra cái mấy gì đi mấy gì ra số gì ra số gì ra gì ra mười tôi thì gắn cho mãi có ai đi xa mà không nhớ quê nhà gì ra quê tôi với biết bao con người trải qua gian bao giới tấm lòng người Việt Nam. 38 số gì đây là mấy gì ta bay lúc gì đây bay lúc gì đây đường núi gian tay còn lại đứng xa ta đi còn sẽ lắm mai đến đối sợ hàng mong chẳng bao la anh em ta về gặp nhau mừng như báo tác quê cũ đứng về rộng bàn tay ta đắm hai chồng một vòng Việt Nam còn số tám này chở cờ hợp xuống đâu từ đường xe. Cô số 8 như điểm đi qua đã có chuyên gia bạn gái chị mình khoan sẽ mở ra vé để bên đây kiểm tra bắt vòng cầu trên hình trạng trên sổ chúng ta cùng nhau dò số tiếp. Dạ, dạ lần thứ 2 mình đoạt giải trong ngày rồi. Dạ mời lên đây điểm dò tờ là vé của mình nha. Trong đội tiếp theo bốn đầu xin phép phục vụ cho chị mình là 20.000 đồng. Kính mong kính mời chị mình tham gia tham dự ạ. Dạ chúc mừng anh nha. Trong loại 4971 hợp lệ. Hợp lệ. Số 8 có 1, 22 có 2, 38 có 3, 57 và yeah, hợp lệ. Dạ tờ là vé trên tay cô Huy là tờ là vé hợp lệ. Chị là không tin tưởng đại diện cho người gần ở xa kiểm tra bụng tròn trao đi phần quà thì mọi thắc mắc về sau mình sẽ không giải quyết nữa ha. Dạ em đang nhận quá gì nè, gấu hoặc là voucher. Gấu hoặc là voucher. Dừa gấu dừa voucher cũng được. Dạ có thể là dừa gấu dừa voucher. Gấu thì hai con tự. Cho một con gấu và nửa voucher. Giờ em muốn chọn gấu với dừa gấu voucher sao nha. Con nào ạ? Gia đình mình ơi. Con nào ạ? Con này hả? Rồi ok. Dạ mời vào trong nhận giúp em một cái bao ni lông để về cho nó đừng có bị ướt nha. Và quý vị dòng này đi qua không còn giá trị nữa.
Dạ bây giờ các người đẹp chúng em cũng đang đạo bước phục vụ tiếp tục cho chị mình vòng lại cờ mới. Eco tờ vé vẫn là dòng lại 20.000 đồng để chị mình sẽ có những tặng phẩm dễ thương đến từ Sài Gòn Tân Thời như là voucher hay là gấu như được mình ha. Đó, và đêm nay đêm thứ bảy và chắc chắn là chị sẽ hài lòng qua với chương trình đặc biệt đêm nay với hôm nay là gọi như là đủ thể loại luôn. Nhà có nè, có kịch có nữa quý vị. Thì mong rằng anh chị mình đón xem trọn vẹn chương trình, mình bỏ về sớm với mình nha. Và ngày mai là chương trình rất là đặc biệt luôn, đó chính là cuộc thi anh trai vượt hàng rào kẽm gai đêm bán kết. Đó, chị mình thương tình đến sớm cũng như ủng hộ cho từng thành viên thi trong ngày mai nha. Và quý vị ơi, và như thường lệ quý vị ha, và từng đêm diễn chúng ta sẽ có 3 khung giờ bốc thăm, và 9:30, 10:30 và 11:30. Với những tờ vé cũ chúng ta lật sau tờ vé, chúng ta ghi tên và số điện thoại, bỏ một thùng phiếu quý vị mình nha. Đó sẽ có 3 khung giờ bốc thăm cho khán giả mình luôn. Rồi chúng đi còn những chúng đi ơi, ba vé Bảo Ngọc hết rồi, còn Lucy hết luôn, còn Ẩn Ẩn thôi. Ẩn ơi, ra tay đi Ẩn ơi, còn bao nhiêu nè? 4 vé thôi kìa. Rồi còn 3 vé, nó sót lại 3 vé chót, 3 vé cuối cho nữ hoàng kìa, vé cho anh trai trắng luôn kìa. Ăn nha. Rồi rồi rồi, mập trà rồi. Dạ lên rồi. Dạ Châu Pha còn nhiều không Châu Pha ơi? Một còn... chút. Chị Ẩn, chị Ẩn xuống đây nè chị Ẩn. Rồi lên trên cao giùm chị chứ khán giả quắc thì Pha ơi. Lên trên cao luôn. Đó lên tầng cao đi em. Đó bên trên tầng lầu đó cưng. Sắn lên liền cho chị. Đó. Dạ bây giờ khán giả mình ai mới tới chưa có vé thì mong rằng quý chị mình đón nhận giùm chúng em từ bây giờ. Ai đã có vé rồi, xin mời quý vị tập trung ánh sáng vì mình. Dò số. Con 17 là đã được lớn.
Kính thưa quý vị, con 17, con số may mắn cái vòng loại này đã có chủ nhân đoạt giải rồi. Cô chú chị mình kiểm tra liền giùm cho em số 17 sẽ đu dây lộn mèo lên sân khấu giùm cho em nha. Dạ, dạ từ từ đó nè, dạ từ từ cô đợi nè ha. Dạ, cô đợi có chạy, dạ còn thay cao. Dạ rồi, xong xong cô chú chị mình ủng hộ vòng loại mới giùm em nha. Dạ, con chúc mừng mà con giờ dễ may mắn nha. Dạ. Vòng loại 1390. Hợp lệ. Hợp lệ. Con 17. 1. Số 7. 2. 21. 3. 52. Hợp lệ nào. Quả mài bằng cái gì? Cho em hỏi là vòng loại này còn chủ nhân mà đọc giải không? Cho em một tín hiệu ạ. À. Em đếm từ 1 tới 3. 1. 3. Dạ, chốt đơn. Dạ, chúc mừng má, mời má vào trong nha. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, thì dòng loại vừa trôi qua đã không còn giá trị nữa. Anh xin cảm ơn và vui lòng tham gia tham dự những tờ lá vé do tất cả những lực bên dưới đang cùng vào buổi thi. Dạ, kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón một nữ ca sĩ Á Quân solo cùng Bolero. Thôi dẹp bà lỗ đi. Ủa? Nữ ca sĩ cỡ đó nó rồi là cái gì chuyện kiều vậy. Dạ, lần hết đầu tiên xin phép được gửi đến tất cả quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất ạ. Con mắt dạy đứng là liền. Wow, bữa nay chị lộ đi cái tông con chó quý vị nha. Dễ thương chị chạy. Trẻ. Trẻ chung. Thiệt. Khen. Tông là tông con chó phải không? Chị tông mày tông gì? Thái Loan. À, thế là hay cá là hán. Thái Loan. Tự nhiên có cái bú gì đầu vậy má? Có đâu, bữa nay khi chị lộ ba con lùi đẹp nè. Ai chị đẹp hợp cảm ơn em. Tao đẹp thiệt. Rồi khỏi đâu. Mày hỏi thì chữ tao đã tên tình vừa lương thôi. Rồi, đúng quý vị và bây giờ tìm lời tiếp theo đang thả bước phục vụ bà con của bác mình bởi lẽ bé chỉ có cho mày hát.